Tỉnh ủy triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng văn hóa Huế, con người Huế, quyết tâm sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Thừa Thiên Huế tăng cường kiểm tra kết hợp tuyên truyền vận động, tạo thành mạng lưới giám sát chặt chẽ tình trạng khai thác bất hợp pháp. Gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị cho ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh sinh viên lần thứ 5 năm 2023 sẽ được tổ chức tại Đại học Huế từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 3. Vừa rồi là những thông tin chính chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị trong chương trình sáng nay thứ 6 ngày 24 tháng 3. Xin chào, cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Huế ngày mới và bây giờ là phần tin chi tiết. Sáng qua, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập chuyên đề năm 2023, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng văn hóa Huế, con người Huế, quyết tâm sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến để điểm cầu cấp huyện, xã phường với gần 9.000 đại biểu tham gia. Chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Duy Đức, nguyên viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, thông tin nhiều nội dung quan trọng, bổ ích liên quan đến chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng văn hóa Huế, con người Huế, quyết tâm sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Đây là nội dung quan trọng có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh Thừa Thiên Huế đang nỗ lực thực hiện nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên nền tảng bảo tồn di sản văn hóa và bản sắc văn hóa Huế. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được Tỉnh ủy xác định là nhiệm vụ cốt lõi của phát triển văn hóa Huế, con người Huế, tạo động lực tinh thần to lớn vượt lên mọi khó khăn thách thức để xây dựng và phát triển con người Thừa Thiên Huế toàn diện về năng lực, trí tuệ, nhân cách. Ngay sau hội nghị triển khai chuyên đề này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị xã hội từ tỉnh đến phường xã tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt đến tất cả cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, đưa nội dung chuyên đề năm 2023 vào chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đơn vị của mỗi lĩnh vực. Đồng thời, gắn kết việc hiện thực hóa mục tiêu xây dựng văn hóa Huế, con người Huế phát triển toàn diện với nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh. Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động trong nữ công chức, viên chức và công nhân lao động giai đoạn 2023-2028. Theo đó, Liên đoàn Lao động tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ phối hợp 7 nội dung. Trong đó, nổi bật là hoạt động phối hợp tuyên truyền nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ và Đại hội công đoàn các cấp, phối hợp nắm bắt tư tưởng nguyện vọng và thực hiện có hiệu quả việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho nữ đoàn viên công đoàn, phối hợp trong tham gia xây dựng văn bản pháp luật liên quan đến chính sách về giới, bình đẳng trên cơ sở giới và chính sách liên quan đến việc làm, đời sống của nữ cán bộ, công nhân viên chức lao động, giới thiệu và phát huy vai trò lãnh đạo của nữ cán bộ, đoàn viên công đoàn tham gia Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Phụ nữ công đoàn các cấp, triển khai thực hiện hiệu quả hoạt động tôn vinh ảo dài di sản văn hóa Việt Nam. Chương trình phối hợp về tổ chức các hoạt động trong nữ công chức, viên chức và công nhân lao động giai đoạn 2023-2028 sẽ góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về chăm lo quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho hội viên, đồng thời phát huy vai trò của nữ cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động trong các hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ và công đoàn các cấp. Ủy ban Nhân dân thành phố Huế tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Trong năm 2022, trên địa bàn thành phố Huế xảy ra 7 vụ cháy rừng với diện tích cháy là 0,6632 ha. Tuy nhiên, nhờ phát hiện sớm và huy động nhiều phương tiện, máy móc, thiết bị tham gia, kể cả xe chữa cháy chuyên dụng của cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã được huy động và nhiều lực lượng chức năng cùng người dân kịp thời tham gia chữa cháy nên không có thiệt hại về rừng. Vấn đề khó khăn là một số đơn vị chủ rừng chưa quan tâm đầu tư đúng mức công tác phòng cháy chữa cháy rừng, thiếu phương tiện dụng cụ, còn trông chờ ỷ lại chính quyền và cả cơ quan chức năng. Phương án phòng cháy chữa cháy rừng còn mang tính hình thức, chưa sát thực tế. Công tác điều tra và xử lý nghiêm các vi phạm về phòng cháy chữa cháy rừng còn hạn chế, phần lớn chưa tìm ra nguyên nhân thủ phạm. Về công tác tiếp nhận cứu hộ động vật rừng, Hạt Kiểm lâm thành phố Huế đã tiếp nhận 36 vụ với 57 cá thể động vật hoang dã do 33 cá nhân và 3 tổ chức tự nguyện giao nộp. Điều này cho thấy ý thức người dân về bảo vệ động vật hoang dã đã được nâng cao.
Hội nghị cũng đã triển khai nhiệm vụ và giải pháp năm 2023, đặt mục tiêu thực hiện hiệu quả phương án quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, xây dựng kế hoạch và tổ chức các lực lượng bảo vệ rừng, không để xảy ra các điểm nóng phá rừng, lấn chiếm rừng, khai thác rừng trái pháp luật, bảo vệ tốt tài nguyên rừng trên địa bàn. Triển khai hiệu quả kế hoạch tuần tra kiểm soát theo chỉ thị 01 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ các loài chim trời, bảo vệ tốt các loài động vật hoang dã, chim trời trên địa bàn. Phấn đấu giảm tối đa diện tích rừng bị cháy, không để xảy ra thiệt hại lớn do cháy rừng gây nên. Để chủ động ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết, đảm bảo an toàn công trình đê điều trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công văn yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hồ đê chống lũ bão năm 2023. Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện và các đơn vị liên quan tiến hành tổng kiểm tra đánh giá hiện trạng hệ thống đê điều, phát hiện những hư hỏng, các yếu tố bất lợi có nguy cơ đe dọa an toàn đê điều, xây dựng, phê duyệt và triển khai trên thực tế phương án hồ đê tương ứng với từng tuyến đê, từng khu vực trọng điểm theo phương châm 4 tại chỗ. Ủy ban nhân dân các cấp, các sở ban ngành theo chức năng chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho đê, đặc biệt là các vị trí đê xung yếu trọng điểm theo kế hoạch. Chuẩn bị sẵn sàng tổ chức phương án hồ đê, phương án ứng phó trong điều kiện xảy ra bão lũ lớn, kể cả trường hợp lũ vượt tần suất thiết kế. Tổ chức phá quang mái đê, chân đê trong phạm vi bảo vệ công trình đê điều để phục vụ công tác tuần tra canh gác và xử lý sự cố giờ đầu trong mùa mưa lũ. Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, nhất là ngăn chặn kịp thời, xử lý dứt điểm các vi phạm tập kết vật liệu với quy mô lớn trên bãi sông, xây dựng công trình nhà xưởng trái phép trên bãi sông và lấn chiếm lòng sông gây cản trở thoát lũ. Chỉ đạo xử lý dứt điểm hành vi lấn chiếm mặt đê, mái đê, hành lang bảo vệ đê gây ảnh hưởng đến an toàn đê và khả năng thoát lũ trước ngày 15 tháng 5 năm 2023. Thưa quý vị, cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC đang là nút thắt cho thủy sản xuất khẩu của Việt Nam. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang triển khai chương trình hành động 180 ngày để khắc phục những tồn tại hạn chế và chuẩn bị làm việc với đoàn thanh tra EC lần thứ tư dự kiến diễn ra trong tháng 4 tới đây. Tại Thừa Thiên Huế, thời gian qua, các ngành, đơn vị chức năng và các địa phương có nghề khai thác xa bờ đã tăng cường kiểm tra, kết hợp tuyên truyền vận động, tạo thành mạng lưới giám sát chặt chẽ tình trạng khai thác bất hợp pháp. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Trạm biên phòng cửa khẩu Thuận An, vị trí quan trọng kiểm soát tàu thuyền Thừa Thiên Huế ra và vào cửa biển. Bước vào cao điểm vụ cả năm nay, bên cạnh giải quyết nhanh các thủ tục để bà con ngư dân vươn khơi đánh bắt, các chiến sĩ của trạm cũng thường xuyên có mặt để kiểm tra việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, kết hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật, phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, viết tắt là IUU cho các chủ tàu trước khi vươn khơi. Bà con ngư dân chúng tôi luôn luôn được bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế là tuyên truyền về vấn đề khai thác thủy sản ở trên biển, chống cái vấn đề khai thác là bất hợp pháp, nhất là cái khai thác mà xâm phạm các cái vùng lãnh thổ lãnh hải của các nước kề cận trong khu vực của Việt Nam, vì đây là một cái việc mà cần phải tránh để bảo đảm được cái quyền lợi chung cho nhà nước cũng như là ngư dân. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các đơn vị cơ sở, đặc biệt là các đơn vị cơ sở tuyến biển, tổ chức xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc. Đối với các đơn vị mà có nhiệm vụ kiểm tra kiểm soát tàu cá thì đã chỉ đạo các trạm kiểm soát, đặc biệt là trạm kiểm soát biên phòng Thuận An, trạm kiểm soát biên phòng Tư Hiền, vâng vâng, là kiểm tra kiểm soát chặt chẽ các cái phương tiện hoạt động trên biển, là đảm bảo đầy đủ các cái giấy tờ theo đúng quy định, các cái trang thiết bị đảm bảo an toàn mới cho xuất bến. Không chỉ tuyên truyền lưu động trực tiếp ở các khu vực cửa khẩu, ban quản lý cảng cá Thuận An còn xây dựng hệ thống dữ liệu và định vị tàu cá trên máy tính để quản lý từ xa. Nhờ đó, những hạn chế về công tác truy xuất nguồn gốc thủy hải sản, quản lý nhật ký khai thác, sổ sách trong thời gian qua đã phần nào được cải thiện. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn, thì ban quản lý cảng cá đã phối hợp với lực lượng biên phòng, chi cục thủy sản để triển khai thực hiện các cái nội dung kiểm soát tàu ra vào cập cảng và rời cảng,
trong đó đặc biệt là chú trọng cái việc giám sát sản lượng lên cảng để đảm bảo đúng theo cái quy định và yêu cầu của cơ quan châu Âu về cái khắc phục cái EU để nhằm tháo gỡ thẻ vàng. Đối với trong cái công tác thời gian tới thì là lực lượng cảng cá thì đã trực tiếp tuyên truyền cho bà con ngư dân cũng như là phân công lực lượng trực 24 trên 24 để thực hiện các cái rời cảng, cập cảng cũng như là giám sát sản lượng cũng như là khắc phục các cái điểm thiếu sót mà có đoàn bộ nông nghiệp đã chỉ ra trong cái đợt kiểm tra lần trước. Thừa Thiên Huế hiện có trên 400 tàu cá công suất lớn từ 90 cv trở lên nằm trong diện quản lý tàu thuyền khai thác vùng biển xa theo kế hoạch phòng chống khai thác IUU do Ủy ban châu Âu EC đề xuất. Nhờ triển khai đồng bộ, quyết liệt và bám sát các kế hoạch hành động của trung ương đến địa phương, chưa có trường hợp tàu cá Thừa Thiên Huế vi phạm đánh bắt trái phép ở vùng biển nước ngoài. Hiện nay địa phương đang khẩn trương hoàn thiện các khung pháp lý, khắc phục một số hạn chế còn tồn đọng trong quản lý tàu thuyền để đáp ứng yêu cầu từ phía EC, đồng thời từng bước chuyên nghiệp hiện đại hóa nghề cá xa bờ của tỉnh Thừa Thiên Huế. Về mặt quản lý đội tàu thì tất cả các cái tàu xa bờ của chúng ta theo quy định là 431 chiếc là đã được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Và trong quá trình sử dụng thiết bị giám sát hành trình thì chúng ta không có cái tàu nào mà mất tín hiệu trên 10 ngày theo quy định là phải xử lý. Để mà kiểm soát cái đội tàu khai thác cá thì cái đội tàu lớn chúng ta cơ bản kiểm soát tốt, nhưng mà cái đội tàu vỏ gỗ cỡ nhỏ cỡ trung, đặc biệt ở Lăng Cô và Lộc Vịnh thì chúng tôi chi cục chúng tôi rất là tích cực để mà đăng ký cấp phép toàn bộ cái số tàu này. Thì hiện tại còn khoảng 100 chiếc tại cái xã Lộc Vịnh, chúng tôi tập trung làm trong vòng 1-2 tháng tới dứt điểm để mà đăng ký cấp phép hoàn toàn 100% tàu cá vỏ gỗ, vỏ tép, vỏ composite. Nhờ thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp trong quản lý và giám sát tàu cá khai thác xa bờ, Thừa Thiên Huế được đánh giá là một trong những địa phương tích cực trong phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC. Tiếp tục thực hiện cao điểm 180 ngày phòng chống khai thác IUU theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, địa phương tiếp tục tháo gỡ những khó khăn còn tồn tại, qua đó đẩy nhanh tiến trình tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC lên ngành thủy sản của Việt Nam. Thị xã Hương Thủy tổ chức trao giải cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng thị xã lần thứ 8. Theo đánh giá của ban tổ chức, năm nay hầu hết các đề tài tham gia đều có tính mới, sáng tạo, thể hiện khả năng vận dụng kiến thức đã học để áp dụng vào thực tiễn đời sống, đồng thời phát huy tư duy trong nghiên cứu sáng tạo khoa học của học sinh. Như đề tài nghiên cứu chế biến nguyên liệu từ thảo dược, giúp cầm máu, sát khuẩn, ứng dụng quảng bá du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, chế tạo chỉ tiêu từ tơ chuối và thêu hoa trên vải tự nhiên, bản đồ Lego, thiết bị IoT giám sát cảnh báo mực nước lũ và tốc độ dòng chảy các đường nội thành mùa nước lũ. Ngoài các đề tài đạt giải nhất, nhì, ba và khuyến khích, ban tổ chức đã chọn ra 17 đề tài xuất sắc nhất để tham gia cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp tỉnh sắp tới. Liên đoàn Lao động thành phố Huế tổ chức công bố quyết định thành lập công đoàn cơ sở đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Phú Lộc tại khu đô thị Đông Nam Thủy An, thành phố Huế. Theo đó, Liên đoàn Lao động thành phố Huế đã trao quyết định thành lập công đoàn cơ sở cho công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư dự án Đại Phú Lộc và kết nạp hơn 50 đoàn viên công đoàn tại công ty. Tại lễ công bố, bên cạnh nêu rõ vai trò, trách nhiệm, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn cơ sở, đại diện Liên đoàn Lao động thành phố Huế đề nghị ban chấp hành công đoàn cơ sở phối hợp chặt chẽ với chủ doanh nghiệp thực hiện tổ các nhiệm vụ của tổ chức công đoàn nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho đoàn viên và người lao động, góp phần nâng cao chất lượng sản xuất, giúp công ty phát triển ổn định. Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ trẻ em tỉnh tổ chức kỷ niệm Ngày Công tác Xã hội Việt Nam 25 tháng 3. Ở Việt Nam, công tác xã hội đã được xem như là một ngành khoa học, một nghề chuyên môn mang tính ứng dụng trong hệ thống an sinh xã hội. Nhằm thúc đẩy chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của con người, giúp giải quyết các vấn đề xã hội, tăng cường phúc lợi xã hội và hướng tới công bằng xã hội thông qua việc hỗ trợ cho cá nhân, nhóm gia đình và cộng đồng, tăng năng lực cho nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội. Thừa Thiên Huế tuy là một tỉnh nhỏ nhưng lại có số lượng các trung tâm trợ giúp xã hội thuộc top đầu cả nước. Hiện các trung tâm đang bảo trợ cho hơn 1.000 đối tượng là trẻ em mồ côi, khuyết tật, người cao tuổi. Trong đó, Trung tâm Công tác Xã hội và Quỹ Bảo trợ Trẻ em cũng đã luôn nỗ lực để giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có một mái nhà chung, tuy không đầy đủ vật chất nhưng ấm áp tình người.
Thưa quý vị, ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh sinh viên lần thứ 5 năm 2023 sẽ được tổ chức tại Đại học Huế từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 3 với quy mô lớn cùng sự tham gia của rất nhiều học sinh sinh viên đến từ các trường trung học phổ thông, cao đẳng đại học trên cả nước. Thời điểm này, Đại học Huế đang gấp rút hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng sẵn sàng cho ngày hội lớn này. Để phục vụ cho sự kiện đặc biệt này, 200 tình nguyện viên là sinh viên, học viên các trường đại học thành viên Đại học Huế được huy động tham gia vào công tác tiếp đón, hỗ trợ cho các hoạt động diễn ra trong sự kiện. Để các bạn tình nguyện viên nắm rõ những yêu cầu cơ bản trong công tác khánh tiết, Đại học Huế cũng tổ chức gặp mặt, luyện tập và đưa ra những tình huống cụ thể có thể phát sinh trong quá trình tổ chức để các bạn sinh viên làm quen và có sự chuẩn bị tốt nhất. Em đã được ban tổ chức là đưa vào vị trí là đón tiếp là những vị lãnh đạo quan trọng. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này thì em đã chuẩn bị một tâm thế rất là tốt và đã có sự chuẩn bị kỹ càng để mà hoàn thành tốt cái vị trí cũng như là cái nhiệm vụ được giao. Với tổng số 80 không gian trưng bày các dự án khởi nghiệp được lựa chọn từ 508 ý tưởng dự án gửi đến ban tổ chức cùng nhiều gian hàng trưng bày, không gian tổ chức các sự kiện. Hội thảo được lựa chọn là nhà hát Sông Hương và hội trường Đại Huế, số 1 Điện Biên Phủ cũng đang được gấp rút hoàn thiện. Đại Huế triển khai treo các phướng băng rôn tại các địa điểm trên thành phố Huế, đồng thời tổ chức nhiều cuộc họp lên phương án đón tiếp và tổ chức các sự kiện một cách hiệu quả nhất. Đối với SV Startup năm nay thì công tác quan trọng nhất đó chính là công tác hậu cần từ phía của dành cho hậu cần cho ban tổ chức, ban giám khảo cho đến tất cả 80 đội tham dự. Và phía Đại học Huế thì theo tôi đánh giá thì công tác hậu cần đang chuẩn bị rất là chu đáo và tôi tin rằng ngày hội SV Startup năm nay Đại học Huế tổ chức sẽ rất là thành công. Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh sinh viên là một sự kiện lớn nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của học sinh sinh viên, giúp học sinh sinh viên thay đổi tư duy, nhận thức, giảm nghĩ giảm làm để biến ý tưởng khởi nghiệp của học sinh sinh viên thành hiện thực. Việc Đại học Huế được lựa chọn là địa điểm tổ chức cũng là một cơ hội để nâng cao uy tín, vị thế của Đại học Huế, đồng thời quảng bá hình ảnh, con người, văn hóa, du lịch của cố đô Huế đến với các đại biểu, cán bộ, giáo viên, học sinh sinh viên của 63 tỉnh thành trong toàn quốc. Thông qua sự kiện này, sinh viên Huế cũng sẽ có thêm cơ hội để thể hiện bản lĩnh, tự tin, năng động và học hỏi thêm nhiều ý tưởng mới lạ. Đại học Huế thì ngoài là một trong ba trung tâm khởi nghiệp quốc gia thì đã có nhiều hoạt động triển khai từ năm 2018 cho cái hoạt động này. Và đặc biệt là cái sự kiện này là một lần nữa để mà có khẳng định cái sự chuẩn bị chú đáo, đặc biệt là chuyên nghiệp của Đại học Huế trong việc tổ chức các hoạt động, mà còn giúp cho cái sinh viên, học sinh của Đại học Huế cũng như là của tỉnh Thừa Thiên Huế có một cái phấn khởi hơn, đặc biệt là có một cái tiếp cận khi mà sẽ không những là dự thi mà còn tham gia các cái hoạt động bên lề của cái ngày hội khởi nghiệp này. Trong khuôn khổ ngày hội, bên cạnh vòng chung kết các ý tưởng khởi nghiệp thì sẽ còn có nhiều diễn đàn hội thảo về các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, cùng với đó là lễ hội ẩm thực Huế và các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ. Tất cả hứa hẹn sẽ mang đến một hình ảnh về sinh viên Huế, thành phố Huế đầy tươi mới, năng động. Sau hơn một năm triển khai thực hiện nghị quyết số 11 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch COVID-19, đến nay hàng trăm hộ gia đình và người lao động trên địa bàn huyện Phong Điền đã tiếp cận được nguồn vốn tín dụng ưu đãi về nhà ở, tạo việc làm, duy trì và mở rộng sản xuất. Đây cũng là nội dung tiểu mục nông nghiệp nông thôn tuần này. Ông Trần Ngọc Thái, chủ một cơ sở sản xuất tinh dầu ở xã Phong An, huyện Phong Điền, sau đại dịch COVID-19 gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất. Mặt khác, nguồn nguyên liệu thường xuyên thiếu hụt nên chỉ sản xuất cầm chừng. Năm 2022, thông qua nguồn vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội, ông Thái được vay 80 triệu đồng từ chương trình giải quyết việc làm. Từ đó, ông thuê 18 hectare đất vùng cỏ đồi và liên kết với một số hộ dân để mở rộng vùng nguyên liệu tràm gió. Nhờ chủ động được nguyên liệu đầu vào, mỗi năm nấu tầm 500 lít tinh dầu tràm, trừ mọi khoản chi phí cho thu nhập khoảng 150 triệu đồng một năm, giải quyết 8 đến 10 lao động. Thổ dưỡng đó thế là rất phù hợp cho cây tầm gió, dược liệu. Qua đó tôi đã mày mò đi tìm các nơi học hỏi. Rồi cũng là nhờ bên Ngân hàng Chính sách Xã hội cho tôi vay một số vốn. Hiện tại chứ tôi đã trồng ra một số lượng cây dược liệu tràm để mà thu nhập cho lo sản xuất.
qua đó cũng như số tiền đó tôi đã tạo công việc làm cho dân địa phương đang rồi được 5-7 người hàng năm và cũng tạo nên người là ngày phát đạt. Nghị quyết số 11 của Chính phủ ra đời đã tạo động lực, hiệu ứng tích cực, giúp nhiều địa phương khôi phục phát triển kinh tế, trong đó có huyện Phong Điền. Sở hữu 2 hecta đất vùng gò đồi thuộc xã Phong An, nhưng ông Nguyễn Khoái vẫn loay hoay và chưa tìm được cho gia đình một mô hình phát triển kinh tế. Năm 2022, sau khi được vay 70 triệu đồng vốn chính sách xã hội, trong đó chương trình giải quyết việc làm 50 triệu đồng, chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 20 triệu đồng, ông Khoái đã hình thành cho gia đình mô hình phát triển kinh tế vùng gò đồi bền vững, đó là trồng hơn 300 gốc bưởi da xanh kết hợp với chăn nuôi bò sinh sản. Từ ngày mà tôi tiếp cận được cái nguồn vốn vay có như giải quyết việc làm của ngân hàng chính sách xã hội huyện Phong Điền là có như tôi lên đầu tư trang trại đấy về nuôi bò là có như là nói chung quy là thu nhập cũng khá, có như là đủ nuôi con cái, có tiền để mà nuôi con cái đi học, rồi có như là sắm những cái trang thiết bị trong đời sống gia đình, giải quyết được công ăn việc làm hai vợ chồng. Đến ngày 28 tháng 2 năm 2023, tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đạt gần 466 tỷ đồng với gần 10.880 hồ vay. Trong đó năm 2022 và 2 tháng đầu năm 2023 đã giải quyết cho 5.610 lượt khách hàng được vay vốn. Riêng cho vay theo nghị quyết 11 của Chính phủ là 29,84 tỷ đồng với 422 lượt khách hàng gồm 3 chương trình, cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm là 18 tỷ đồng, cho vay nhà ở xã hội là 11,5 tỷ đồng và cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến 340 triệu đồng. Nguồn vốn cho vay theo nghị quyết số 11 của Chính phủ đã giải quyết cái phần nào cái khó khăn do đại dịch Covid-19 và đã góp phần thúc đẩy cái phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Thì trong quá trình triển khai thực hiện cái việc mà giải ngân nguồn vốn thì Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng đã luôn phát huy được cái vai trò giám sát cái quá trình thực hiện, đảm bảo cái nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, minh bạch. Dự kiến trong năm 2023, nhu cầu cho vay các chương trình theo nghị quyết số 11 trên địa bàn huyện Phong Điền khoảng 40 tỷ đồng. Ủy ban nhân huyện chỉ đạo đến các cơ quan, ban ngành liên quan và Ủy ban nhân các xã thị trấn phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Phong Điền trong việc tổ chức tuyên truyền các chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ theo nghị quyết số 11 của Chính phủ, đồng thời ra soát đối tượng, xác định nhu cầu vay vốn và tổng hợp nhu cầu vay vốn để tổ chức giải ngân kịp thời đúng đối tượng. Những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày hôm nay cũng sẽ khép lại chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Hôm nay tại Thừa Thiên Huế vẫn duy trì dạng thời tiết đêm không mưa, ngày nắng nóng. Vùng núi Nam Đông có nắng nóng gai gắt, chiều tối vùng núi có mưa rào và dông vài nơi. Nên nhiệt độ cao nhất ngày mai dao động trong khoảng 36 đến 37 độ. Huyện A Lưới từ 32 đến 34 độ. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay từ 23 đến 25 độ. Độ ẩm từ 50 đến 92%. Thời tiết biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến đông nam cấp 3, cấp 4, sóng biển cao từ 0,25 đến 1,25 m.